Xin chào các bạn trở lại với chuyên đồng xe hơi. Hôm nay em quay cái Territory. Ở đây là bản Titanium X nhé, bản full. Thời điểm này thì em cũng tranh thủ quay nhanh cho các bác một số cái lưu ý. Ví dụ như là khi mình mua máy xăng của Ford thì chúng ta bắt buộc sử dụng dầu 95 nhé. Nó đảm bảo cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 hiện nay. Còn về giá bán thì bản này là bản cao cấp và có giá niêm yết là 954 triệu đồng. Hiện nay thì chương trình khuyến mại và cái chương trình hỗ trợ thuế trước bạ đều được áp dụng ở trên các phiên bản của Ford, ví dụ như là Ranger này hoặc Territory, Chassis. 954 chúng ta giảm thuế thì ít nhất cũng lời được khoảng tầm 45-47 triệu. Còn khuyến mại đó thì do quy định của hãng thì bên em cũng không trực tiếp chào khuyến mại qua video được, nên là anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em để bên em gửi báo giá nhé. Ưu đãi như nào, khuyến mại ra sao đấy, thời điểm nó mỗi lúc mỗi khác nhau, bên Ford nó hơi đặc thù một chút. Thì mình có nhu cầu mua cái mẫu xe nó ra biển chỉ dưới 1 tỷ một chút thôi thì alo trực tiếp qua bên em để bên em tư vấn thêm. Cái bác mà mua cái thời điểm mà gọi là đang chờ công văn giảm thuế mà để tối đa về cái ưu đãi kép ấy, thì thật sự là thời điểm trước mua cái Territory này cũng rất là đẹp, giá thơm. Điều đó chúng ta ưu đãi vào khoảng hơn 100 cả giảm thuế mà. Ra biển thì cũng chỉ hơn 900 một tí thôi, rất là hợp lý. Xe này là xe bản cao cấp nhất thì cũng có đầy đủ. Đây, toàn bộ bóng là Ford LED. Đó, là cảm biến xung quanh đầy đủ, lùi đỗ ra vào, cảm biến sườn. Lọc ion, sạc không dây, đá cốp, cốp điện. Nói chung là cũng không thiếu gì cả. Chủ yếu là với anh chị vay mua trả góp thời điểm này thì bọn em cũng quay để update về cái lãi suất trả góp ở cái ngân hàng vay tốt nhất cho trả góp xe thời điểm này. Hiện nay thì mình có hai cái lựa chọn về trả góp khi mà vay mua với cái lãi suất tốt. Tất nhiên thì chúng ta đòi hỏi cái yêu cầu tài chính nó khá là cao nên mình có thể cân đối. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta vay mua trả góp với cái lãi suất vào khoảng 8-9% một năm. Thứ hai là mình có thể chọn thời gian hỗ trợ ngắn hơn hoặc dài hơn, ví dụ như là 6 tháng thì là 7,8% hoặc 30 tháng thì là 9,9%. Còn lại sau thời gian hỗ trợ thì nó sẽ có cái lãi suất cơ sở cộng với cái biên độ. Cái này thì cũng rất là mềm thôi, nên các bác có nhu cầu alo thì mua xe, alo trực tiếp qua bên em nhé. Ở thời điểm này thì vay hỗ trợ được khoảng 80% giá trị xe, mình trả trước cả thuế các thứ vào thì các bác nhân giúp em vào khoảng tầm 26-27% giá xe là mình có thể lăn bánh xong xuôi cái mẫu xe này. Đó, các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang lăn bánh hiện nay cũng chỉ khoảng hơn 900 một tí thôi với một chiếc xe Ford 5 chỗ gầm cao. Thật sự bên em bán cũng khá chạy cái mẫu này. Đó, anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.